Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam Chủ nhật ngày 5 tháng 5 năm 2024. Chiều hôm nay 4 tháng 5 lọc miền Nam trên kênh nó về được cái con 39 Đại Long An. Chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng và ủng hộ trên kênh. Tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày 5 tháng 5 trên là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt. Đại Tiền Giang mình dự đoán cái cặp 26-62. Đại Kiên Giang mình dự đoán cái cặp 45-54. Đây là Đà Lạt, mình dự đoán cái cặp 36-63. Anh chị em hãy tham khảo những cặp số này cho miền Nam trong ngày 5 tháng 5. Chúc anh chị em nhiều may mắn.